Chào cả nhà nha, chào mọi người trở lại với kênh của Minh Thành nha. Hôm nay thì Minh Thành muốn là chia sẻ với cả nhà một số những cái thông tin, phải nói là cho mọi người phân biệt cho nó thật là rõ. Khi mà chúng ta đi đầu tư á, chúng ta cần phải biết ha, cần phải biết cái điều này. Thì mọi người, đây này, mình cho mọi người thấy. Ra thì cái này, mấy cái giấy tờ, mấy cái sổ mà có cái này mình hầu như để trên văn phòng, mình không đưa về nhà ha. Đó, thì mọi người thấy ở trong cái hình này ha, mình lấy ví dụ này, mình lấy ví dụ như cái lô đất này ha. Đấy, cái thửa đất này thì ở đây là cái đường này. Đó, đây là cái đường ha, đây là cái đường hiện hữu ha, đây là tim đường nha. Đó, và đây là có một cái ranh, gọi là người ta gọi là ranh lộ giới. Đấy, có thể là nó vào so với cái lô đất của mình có thể là nó vào 1 mét, 2 mét hay là bao nhiêu đó. Đấy, và ở phía trong này này là mọi người sẽ thấy một cái ranh nữa, đó là cái ranh quy hoạch giao thông. Mình phải phân biệt được là hai cái ranh này nhá. Ở trên một cái sổ họ thể hiện thì mình cần phải biết thật là rõ là cái ranh lộ giới và cái ranh quy hoạch giao thông. Thì hôm nay mình sẽ phân tích cho mọi người hiểu rõ hơn về là hai cái ranh này đó. Thứ nhất là về cái việc là cái ranh lộ giới ha. Thì cái ranh lộ giới này thì các bạn biết là cái đường của mình nó đã hiện hữu rồi ha, và cái lộ giới của nó sẽ vào tới lô đất của mình. Đây, ví dụ như họ mở rộng là cái đường này có thể là cái lộ giới của nó là 12 mét. Đó, thì bắt buộc là tại cái ranh lộ giới này nha, tại cái ranh lộ giới này là mình không được ví dụ như mình xây bờ rào chẳng hạn, ví dụ như mình xây bờ rào ha, mình xây một cái bờ rào thì chắc chắn là mình bắt buộc là phải xây là từ cái ranh lộ giới này đi vào. Đấy, đó là mình nói là mình xây cái bờ bao nha. Đấy, còn nếu như mà mình xây dựng nếu mình xây dựng thì phải bắt buộc là phải xây từ cái ranh lộ giới đi vào. Thì giống như mình nói là có thể là mình xây nhà, có thể là mình xây bờ bao, hay là làm một cái công trình gì đó, hoặc là nếu mà cái lô đất đó mà chưa có thổ cư ha, thì mình xin phép lên thổ cư thì cũng là cái từ cái ranh lộ giới đi vào. Và đặc biệt là có những cái lô đất mà nó có hai cái ranh đấy, có những cái lô đất mà nó có hai cái ranh giống như cái lô đất này đó, thì mọi người sẽ thấy được là thì nó sẽ là cái ranh phía trong này, cái ranh phía trong ha. Đấy, cái ranh phía trong này mình sẽ phân tích sâu hơn một tí cho mọi người hiểu rõ này. Cái ranh này là ranh quy hoạch giao thông. Tức là hiện tại là cái đường dự kiến thì nó sẽ là cái đường này đó, và cái ranh lộ giới thì mình được phép, ở đây là cái ranh quy hoạch giao thông nhá, mình được phép xây dựng là từ cái ranh này. Nhưng mà từ cái khúc này nè, từ cái ranh lộ giới đến cái ranh quy hoạch giao thông này, thì cái khúc này là mình chỉ được phép là xây tạm. Đấy, nếu như mà mình đi xin phép để mà xây căn nhà chẳng hạn, thì bắt buộc là mình phải xây từ cái ranh quy hoạch giao thông này. Cái ranh quy hoạch giao thông đi vào. Đấy, cái khúc đằng sau này thì mình được phép là xây dựng kiên cố. Đấy, còn ở cái khúc đằng trước này, cái khúc ở giữa này thì họ sẽ, nếu mà mình đi xin phép thì họ sẽ xây dựng, họ sẽ cấp cho mình một cái giấy phép gọi là xây tạm thôi ha, xây tạm. Thực ra thì cái ranh quy hoạch giao thông này á, là cái ranh này là họ dự kiến có thể là cái tầm nhìn quy hoạch của họ lên đến là 20 năm, 30 năm. Đấy, cho nên là nhiều người cứ bảo là khi mà có cái ranh quy hoạch này là mình chỉ được sử dụng chỉ có chút xíu đất này. Đấy, cho nên là mình khi mình mua cái lô đất này thì mình cảm thấy quá thiệt thòi. Đấy, nhiều người nghĩ như thế. Nhưng mà ở trên thực tế ha, ví dụ như mình mua cái lô đất này là ngang 5 sâu 40 chẳng hạn ha.
Ví dụ mình lấy cái lô đất này 5-6-40 nhá. Đấy, và cái ranh giao thông này thì nó rơi vào khoảng 10 mét. À, ví dụ như cái ranh quy hoạch giao thông này nó rơi vào khoảng 10 mét thì đất của mình còn 30 mét. À, 30 mét thì cái khúc 10 mét này này. Cái khúc 10 mét này mình sẽ ví dụ như làm một cái sân chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì nếu mà thông thường ấy, thì mình xây căn nhà lên thì sẽ có một cái sân ở đằng trước. Đấy, thì có thể là 10 mét này mình làm cái sân, hoặc là nếu mà mặt tiền thì mình có thể làm cái quán. Đấy ha, làm quán ok. Mình xin phép xây dựng tạm thì cái đó thì mình làm mái tôn rồi che chắn, thì nói chung cái đó giờ nó rất là dễ dàng. Đấy, còn cái khúc đằng sau này mình sẽ xây nhà kiên cố đó. Vì sao họ lại quy định hai cái ranh này? À, cái ranh này là cái dự kiến ha, cái ranh mà ranh lộ giới á, thì ở trong một cái tương lai gần họ sẽ triển khai làm. Đấy, ví dụ như hiện tại là có thể là đang đường đất hoặc là đường đường nhựa ha, hoặc là đường nhựa nhưng mà chưa có vỉa hè, chưa có là cống thoát nước. Đấy, thì khi mà họ quy định cái ranh này thì họ sẽ làm tới đây. À, còn cái ranh quy hoạch giao thông này là cái ranh dự kiến, nhớ nha, nhớ là cái ranh dự kiến nha. Thông thường á, thì họ họ sẽ có một cái gọi là cái tầm nhìn quy hoạch đó. Thì cái ranh này có thể sẽ được thay đổi nha, cái ranh này có thể được thay đổi chứ không phải là không. Đấy, ví dụ như là họ quy hoạch có nghĩa là họ tầm nhìn là họ cái ranh này khoảng 10 năm sau chẳng hạn, họ 10 năm sau họ sẽ làm cái con đường này. Đấy, thì có thể là cái con đường này họ sẽ mở rộng xuyên tỉnh chẳng hạn ha, xuyên tỉnh hoặc là đi liên huyện. Đấy, thì có thể là cái lộ giới của nó là họ quy định là 20 mét chẳng hạn. Đấy, nhưng mà đến một lúc nào đó ha, tức là họ lại thay đổi cái quy hoạch. Đấy, cái tầm nhìn của họ lại thay đổi. Đấy, ví dụ như là cái đường này có thể là ranh quy hoạch này cũng có thể là nó sẽ lớn hơn. Đấy, ví dụ như có thể là cái đường này họ sẽ mở rộng ra 30 mét là cái đường tỉnh lộ chẳng hạn ha, hoặc là cái đường này cũng có thể là được bóp lại là thành chỉ có con đường này khoảng 12 mét. Đấy, là con đường chỉ là liên xã thôi. Đấy, thì cái này thì cái quy hoạch này có thể thay đổi là cái ranh này này, cái ranh mà ranh quy hoạch giao thông này có thể thay đổi. À, và nhiều người cứ nghĩ là mình chỉ được phép sử dụng chỉ có từng này. À, đấy, nhưng mà nếu mà có cái ranh này ha, gọi là cái này là theo mình biết thì ví dụ như đất này mà chưa lên thổ cư á, thì mình sẽ là chỉ được phép là xin phép từ cái ranh quy hoạch giao thông này ha, ranh quy hoạch giao thông này. À, đến đằng sau này là mình sẽ xin phép lên thổ cư ở khu vực này đó. Còn nếu mà đã lên thổ cư hết thì mình muốn là xin phép là xây dựng thì mình cũng là chỉ được phép xây dựng kiên cố là ở cái phần ranh giao thông này. À, ranh quy hoạch giao thông này đằng sau ha là xây dựng kiên cố, còn đằng trước này mình vẫn xây dựng tạm, mình vẫn được phép sử dụng đất. Đấy, mình vẫn được phép sử dụng đất nha. Đấy, mình lặp lại một lần nữa là mặc dù là nó cái ranh của nó là ranh quy hoạch giao thông là vào tới đất của mình rất là sâu, nhưng mình vẫn được phép sử dụng cái lô đất này bình thường. Đấy, không mất mát gì nhá. Đấy, vì sao mà họ lại không cho xây dựng kiên cố? Bởi vì có thể là tầm nhìn của họ lên đến là 5 năm, 10 năm sau chẳng hạn. Đó ha. Thì khi mà họ mở rộng đường ra thế này, mình mà xây nhà kiên cố lên á, đó, mình có thể là khi mà họ làm đường họ sẽ tháo dỡ, họ bắt buộc tháo dỡ. Thì mình nếu như họ cấp phép cho mình xây dựng kiên cố thì chắc chắn là họ phải đền bù cho mình theo cái giá cái tài sản của mình ở đây ha. Còn nếu mà họ cấp phép cho mình xây dựng tạm thì các cái công trình xây dựng cất lên họ sẽ không đền bù đó ha. Thì cái đó là họ quy định như thế. Đấy, cho nên là nhiều người cứ nghĩ là à, khi mà có cái ranh này thì cái đất của mình sử dụng được ít quá. Đấy, chẳng qua là mình không được xây nhà kiên cố thôi chứ còn mình vẫn sử dụng bình thường nhá. Nhiều người nghĩ nhiều người người nghĩ là thế là sai ha. Đấy, thì mình sẽ tính toán. Đấy, thì mình hôm trước mình có giới thiệu cho một bác mua một cái lô đất, thì cái lô đất đó là ngang 20,
đang 20 mà sâu 35, và cái ranh lộ giới thì nó rơi vào khoảng là 11 mét. Đấy, 11 mét thì vẫn còn lại cái khúc đằng sau là 24 mét. Thì 24 mét mình có phân tích ha, ví dụ như ở cái khu vực đó là mình nếu mà tách ra 4 thửa, nếu mình tách ra 4 thửa nha, thì trên mỗi cái lô đất đó thì nó vẫn có là 5 nhân 24 ha. 5 24 là cũng được 120 mét vuông rồi, 120 mét thổ cư nha, 120 mét vuông thổ cư nếu mà tách ra 4 sổ. Đấy, một một sổ là ngang 5 sâu 34 ha, nhưng mà mất là 11 mét lộ giới. Sâu 35 nhá. 11 mét lộ giới là vẫn còn là 24 mét. Thì 24 mét đó mình xây dựng nhà kiên cố thoải mái. Đó. Bao luôn ha. Còn đến một cái lúc nào đó mà họ gọi là cái ranh quy hoạch giao thông của họ mà sâu vào đến cái đất của mình ha. Tức là họ làm đúng với cái ranh quy hoạch giao thông, là họ sẽ mở rộng cái đường đó là ra 22 mét. Ra 22 mét thì mình nghĩ là đến lúc đó, bởi vì hiện tại là cái giá đất mà mua cái lô này á, là nó rơi vào khoảng 5 triệu một mét. 5 triệu một mét đã có thổ cư nhá. Mặc dù là chưa full nhưng mà đã có thổ cư. 300 mét thổ cư. Đó. Nếu như mà họ làm đúng quy hoạch nha, họ làm đúng quy hoạch và vào đến cái ranh này, vào đến cái ranh là nó sâu vào 10 mét, là tính ra là cái đường này nó sẽ mở rộng là 22 mét. Thì đến lúc đó là đất mình chắc cũng đã lên đến là khoảng 4 đến 50 triệu một mét rồi. Đó ha. Bởi vì thông thường á, cái ranh quy hoạch giao thông á, là đó là cái tầm nhìn chiến lược, cái tầm nhìn chiến lược của họ, bởi vì những người mà họ làm quy hoạch thì họ có được những cái tầm nhìn rất là xa, cho nên là mình cũng phải biết được cái điều đó để mình cân đo đong đếm để mình mua cái lô đất đó ha. Đấy, thì nếu nếu như mà mình cũng phải cân đo là cái ranh quy hoạch giao thông đó mà cái đất của mình còn lại, ví dụ như mà nó còn lại chỉ có 10 mét hay là dưới 10 mét chẳng hạn, đấy thì mình cũng phải cân đo đong đếm, bởi vì thực sự là xây một, mặc dù đất mình dài như thế nhưng mà mình chỉ còn lại là 10 mét để được phép là xây dựng kiên cố, thì nhiều lúc là mình bố trí cái căn nhà của mình nó không được hợp lý, đúng không? Đằng trước thì tự nhiên là có một khúc dài thế này mình chỉ được phép là làm cái nhà tôn nhà tạm, đấy, còn đằng sau mới được xây kiên cố, thể là cất lên 1 tấm 2 tấm 3 tấm đấy, thì nó sẽ là làm những cái lô đất của mình nó không cân, đúng không? Nó không cân xứng. Cho nên là nhưng mà mình thấy là cái lô này thực sự là khi mà mình có cất nhà lên thì nó cũng rất là đẹp. Nói chung nó tùy vào từng cái mục đích của người sử dụng ha. Đấy. Ví dụ mình lấy ví dụ như mà nếu nếu như mà mua phải một cái lô đất mà họ muốn làm xưởng chẳng hạn ha. Họ muốn làm xưởng. Đấy, và muốn xây kiên cố hết, thì nếu mà xin phép xây dựng thì cũng chỉ là được phép là xây dựng từ cái ranh quy hoạch giao thông thôi. Đấy, là xây kiên cố. Còn cái phần đằng trước này thì cũng chỉ là mình xây dựng tạm thôi. Đó. Thì nó gọi là nói chung thì cái này nó tùy vào cái cách nghĩ của từng người. Nhưng mà thông qua cái video này thì mình cũng muốn là cho mọi người biết phân biệt thật là rõ là cái ranh lộ giới và cái ranh quy hoạch giao thông. Đấy. Thì cái ranh quy hoạch giao thông á, là cái tầm nhìn nó rất là xa. Nó phải lên đến là 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm. Thì cái ranh này thì có thể thay đổi ha. Còn cái ranh lộ giới á, cái ranh lộ giới thì thông thường thì nó sẽ là có một cái đường, nó thể hiện một cái đường hiện hữu. Sau đó thì đến là cái ranh lộ giới thì nó lấn sâu có thể là 1 mét, để có những con đường nhỏ 1 mét. Đấy, đường lớn thì có thể là vào 4 mét, 5 mét. Thì nó tùy ha. Đấy, nó không không có một cái ranh nào nó cố định cả. Đấy, nó tùy vào từng con đường mà từng ở khu vực họ đó, ở đó họ sẽ quy hoạch như thế nào. Đấy. Thì mình nghĩ là chắc là cái thông tin đó mọi người cũng đã nắm bắt được, đúng không? Đấy, thì đó là hai cái ranh. Thì mình nghĩ là cái ranh này thì cái ranh nào cũng quan trọng, nhưng mà mình cũng phải biết là cái ranh lộ giới
và cái danh quy hoạch giao thông nó khác nhau một chút là như thế nào, và hai kể cả hai cái ranh này thì đều là được phép sử dụng, bởi vì nếu mà họ chưa quy hoạch tới thì mình vẫn là được phép sử dụng, nhưng mà nếu mà mình sử dụng ở ở cái ngoài ranh ha, ví dụ như mình thấy là ví dụ như là đấy, đây cũng là cái con đường ha, cái con đường này đấy, ví dụ như có thể là cái đường này hiện tại đang là 10 mét chẳng hạn, mà họ sẽ là quy hoạch là cái ranh lộ giới nó đi sâu vào đây là cái đường này là phải 20 mét đấy, thì thậm chí là cái ranh nó vào đây ha đấy, thì cái đất thì cái đường hiện hữu thì nó ở cái khúc này và cái ranh này nó lại rơi vào khoảng 10 mét đi ha, mình nói là cái ranh lộ giới nó rơi vào khoảng 10 mét nha. Đó thì mình hiện tại thì nếu mà họ chưa gọi là chưa có một cái gọi là cái thông báo là sẽ mở rộng cái con đường này, thì mình vẫn được phép là có thể là mình vẫn xin phép là xây lên à, nhưng mà xây xây tạm ha, thì mình nếu mà xin phép xây dựng họ sẽ cấp cho mình một cái giấy phép là xây tạm, mình có thể là xây một cái quán hay là cái gì đó ở đây đấy, thì khi nào mà có quyết định là mở rộng lộ giới thì họ sẽ đi thông báo và mình tháo dỡ cái này đó, thế thôi đơn giản ha. Đấy, tức là miễn sao là hai cái ranh đó thì mình không được phép xây dựng kiên cố ở trong cái khoảng họ quy định như thế, còn sau đó thì sẽ được phép xây dựng cố định đấy, nhưng mà mình vẫn được phép sử dụng ha, vẫn được phép sử dụng đấy, vẫn được phép sử dụng đất cho đến cái lúc mà họ triển khai đấy, gọi là họ triển khai cái lộ giới, họ mở rộng cái lộ giới, mở rộng cái con đường ra đấy, thì mình cũng phải cân đo đong đếm là à, tại cái thời điểm đó thì nó nằm ở cái mức giá đó nó có phù hợp hay không, và mình nghiên cứu đúng không, sau khi mà họ mở cái lộ giới đến đó thì cái giá đất của mình còn lại bao nhiêu, và cái giá tiền đúng không, cái giá trị đất của mình nó sẽ tăng được bao nhiêu khi mà họ mở rộng cái con đường như thế đấy. Thì chắc chắn một điều là à, khi mà con đường nó chỉ mới là 6 mét thì cái giá nó khác đấy, họ mở rộng ra con đường 10 mét cái giá nó khác nha, giá đất nó khác nha, đến cái lúc mà họ mở rộng cái con đường ra 20 mét là lúc đó là thực sự là, bởi vì khi mà mở rộng cái con đường lớn thì chắc chắn một điều là sẽ có nhu cầu đúng không, đấy, cái lượng lưu thông nó quá lớn đi, bắt buộc là họ phải mở rộng cái con đường đó, và đến cái lúc đó thì chắc chắn là cái giá trị đất nó sẽ tăng khủng khiếp đấy, mình phải nhìn được cái điều đó, mình nhìn thấy được cái tương lai cái chỗ đó, chứ không phải là mình à khi mình mua lô đất mình nhìn thấy là ồ cái ranh này nó lấn nó sâu quá đấy, tự nhiên mình lại mất mấy trăm mét đất mình được không sử dụng đó, nó cái đó là cái suy nghĩ nó rất là sai lầm ha đấy. Ok ha, thì video cũng khá là dài rồi, chắc là Minh Thành xin tạm dừng ở đây nhá, đấy đêm khó ngủ nên là ra tâm sự với ở nhà một tí để cho mọi người có thể là hiểu rõ thêm về hai cái ranh này nhá, cảm ơn cả nhà nhá, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye nha. À quên, những ai mà chưa đăng ký kênh thì nhớ hãy cho Minh Thành một cái like và đăng ký kênh để nhận video mới mỗi ngày từ Minh Thành nha. Và nếu được đấy thì có thể là chia sẻ cái video này cho anh em bạn bè người thân để cho họ cũng có một chút gọi là những kiến thức cơ bản để mà gọi là đi mua đất. À, ok nha, cảm ơn cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye nha.